Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn đang đến với chương trình phân tích doanh nghiệp. Và hôm nay Thái Lê sẽ đi cùng với các anh chị phân tích một cổ phiếu, đó là ANV, cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản. Thì hiện nay chúng ta thấy ANV đang có một cái ngưỡng cản quan trọng, đó chính là cái vùng 39. Như vậy cái dư địa so với cái vùng giá kết phiên của cái ngày 19 tháng 9 ngày hôm nay thì nó vẫn còn có một cái dư địa, đó là tăng 7%. Tăng 7% và sau đó nó sẽ gặp một cái cản rất là mạnh. Tuy nhiên nếu các anh chị để ý thì thời điểm hiện nay ANV là một trong những cái doanh nghiệp và cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản đã có rất là nhiều cái lợi thế để các anh chị có thể kỳ vọng có những cái việc bứt phá qua được cả cái vùng 39 và nắm giữ và trung dài hạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái đánh giá của cổ phiếu ANV nhé. Và trong quá trình theo dõi, các anh chị có thể ủng hộ Thái Lê bằng cách ấn like và ấn subscribe kênh YouTube của ITP, và tuyệt vời hơn nữa các anh chị có thể thỏa giúp cho em một cái quả tim ở ngay dưới phần bình luận. Hay các anh chị đang có cổ phiếu ANV thì các anh chị đang băn khoăn cái điều gì, các anh chị cũng có thể comment với chị nha. Ở đây thì chúng ta đang thấy đó là về cái cổ phiếu ANV. ANV thì đầu tiên phải nói về cái tỷ giá hiện nay, đó là đô la trên Việt Nam thì đang tăng. Như Thái Lê cập nhật vào sáng sớm ngày hôm nay thì cái một đô la thì đang đổi ra được là 24,4 ngàn đồng. Như vậy là chúng ta sẽ thấy đối với các doanh nghiệp về xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu thì họ sẽ có cái lợi thế, đó là sau khi mà thu tiền đô về thì sẽ đổi về tiền Việt thì chúng ta sẽ thu được cái lợi nhuận nó sẽ tốt hơn. Thì đây là một trong những cái điểm mà lợi thế dành cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Đương nhiên nó cũng ngược lại là những cái doanh nghiệp nào mà xuất khẩu thì rõ ràng cái tỷ giá đô trên Việt Nam mà tăng lên thì nó sẽ là một cái sự rào cản và sự bất lợi. Đó, đây thì đấy là một cái thứ nhất mà chúng ta lưu ý. Và cũng chính vì cái vấn đề mà đô la Việt Nam, cái thông tin nóng nhất thì hiện nay, giai đoạn hiện nay đang tăng lên, khiến cho khối ngoại được vừa rồi cũng đang có những cái việc mà phải bán ròng. Ngoài ra thứ hai nữa, đối với cái doanh nghiệp ANV thì thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy là sau cái chuyến công du của Tổng thống Biden vừa rồi thì Việt Nam của chúng ta cũng đã nâng cấp lên cái mối quan hệ với Mỹ. Do vậy nên là cái nhu cầu và các cái hoạt động sản xuất giao thương, đặc biệt nhất đó là các cái mặt hàng xuất khẩu như là gỗ, thủy sản, nông nghiệp thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái hành lang pháp lý và cái chiều rộng và cũng như là chiều sâu. Do đó nên đối với cái nhóm thủy sản cũng là một cái nhóm mà sẽ được ưu đãi rất nhiều. Đặc biệt ANV thì các anh chị biết là cái doanh nghiệp ANV thì có cái mặt hàng đó là cá tra xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc thì kiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Và cái thời điểm mà đầu năm vừa qua thì chúng ta cũng biết là ANV thì không có nhiều cái sự thuận lợi. Một lát nữa chúng ta sẽ xem qua lại cái kết quả kinh doanh để các chị thấy được tại sao cái nhóm cổ phiếu thủy sản thì cái thời gian vừa rồi nó không mấy được sự mặn mà. Tuy nhiên thì cái lạm phát của Mỹ thời điểm hiện nay đang có cái sự hạ nhiệt, cái sự lưu ý. Thì các chị nghĩ khi lạm phát hạ nhiệt thì điều gì sẽ xảy ra? Thì đó chính là cái nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ bắt đầu quay trở lại, và đó chính là một trong những cái động lực sẽ thúc đẩy cho cái việc là chi tiêu mua sắm của người Mỹ. Do đó nên là đối với các cái mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, xuất khẩu của Việt Nam của chúng ta, đó là thủy sản thì sẽ có cái sự tăng trưởng trở lại trong cái thời gian sắp tới. Và đặc biệt nhất thì cuối năm là những cái mùa lễ hội, để mùa mua sắm, mùa gặp gỡ. Do vậy nên là từ Mỹ, Trung Quốc cái nhu cầu về thủy sản vào cuối năm thì thường sẽ cao hơn rất là nhiều. Do đó đó cũng là một cái điểm mà sẽ giúp cho cái nhóm ngành thủy sản trong thời điểm mà cuối năm, đặc biệt nhất đó là hiện nay đang đánh giá từ quý 4 trở đi thì cái doanh thu và cái lợi nhuận của nhóm ngành thủy sản sẽ bắt đầu quay trở lại. Một cái điểm thứ ba nữa đối với cái doanh nghiệp ANV chúng ta cũng biết, đó chính là cái nhà máy collagen. Đây là một cái nhà máy hợp tác với liên doanh với là Hàn Quốc, và trong đó ANV thì chiếm 50% vốn đầu tư. Và khi mà nhà máy collagen đi vào hoạt động thì các anh chị cũng thấy là nó sẽ tạo ra nhiều cái thuận lợi, và đặc biệt là cái thời điểm vào tháng 7 vừa rồi thì nhà máy collagen cũng đã bắt đầu đi vào cái hoạt sản xuất, và dự kiến cho đến cái cuối năm 2024 thì sẽ đi vào hết hoạt động, hết 100% công suất. Và cái dự tính ban đầu thì khi mà đi vào với cái hoạt động 100% công suất thì cái nhà máy collagen này nó sẽ tạo ra được một cái doanh thu 36 triệu đô cho một năm và 1,5 triệu đô lợi nhuận cho một năm. Đây là một trong những cái khoản đầu tư có thể nói là tạo ra một cái sự kỳ vọng rất là lớn cho doanh nghiệp ANV trong cái thời gian sắp tới.
Ví dụ như so với đồng bộ với cái trong cái nhóm ngành thủy sản về cá tra, xuất khẩu cá tra thì bên cạnh ANV thì còn có là VHC nữa, Vĩnh Hoàn. Xét về định giá thì có thể là Vĩnh Hoàn bây giờ thời điểm hiện nay thì đang có cái định giá nó thấp hơn. Nhưng nếu mà xét về cái kỳ vọng và cái tiềm năng thì ANV thì cao hơn hẳn. Khi mà ANV chúng ta thấy nó sẽ có một cái chu trình khép kín, trọn vẹn từ là nguyên liệu đầu vào rồi từ nguyên liệu đầu ra. Rồi bây giờ là trước đây thì các cái mặt hàng như da cá thì bán ra rất là rẻ sau khi mà thành phẩm của mặt hàng cá thì bây giờ nó đã chuyển đổi sang collagen. Và chắc có lẽ ở đây mà những anh chị, đặc biệt là các chị của chúng ta hay sử dụng về làm đẹp thì cái collagen này là một cái sản phẩm mà được chị em rất là nhiều người sử dụng, tin dùng, đặc biệt là ở từ Hàn Quốc. Và đây là một cái công nghệ mà sẽ giúp cho ANV sẽ tạo ra một cái sự đột phá lớn ở trong cái thời kỳ từ 2024 đến 2020 về cả sau này nữa. Do vậy các anh chị đầu tư dài hạn thì đây là một trong những cái điểm mà các chị lưu ý với chị nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rà qua lại về cái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm mà tại sao ANV lại là cái cổ phiếu mà không mấy được cái sự đón săn đón của nhà đầu tư trong cái thời gian vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy đó là cái kết quả kinh doanh quý 2 của ANV vừa rồi thì đó là một cái lợi nhuận âm, trong khi đó doanh thu thì nó vẫn đạt ở hơn 1.000 tỷ. Cho vậy nên là về so với kế hoạch là 400 tỷ lợi nhuận của cái năm 2023 thì hiện nay ANV mới chỉ đạt được có 10% mà thôi. Chỉ có đạt được 10% mà thôi. Do vậy nên và dự kiến hiện nay của ban lãnh đạo trong cái đợt đại hội vừa rồi thì trừ quý 3 thì dự kiến là ANV bắt đầu có cái sự khởi sắc, nhưng mà về cái kết quả về doanh thu và lợi nhuận thì dự kiến đang sẽ cố gắng đạt được bằng với là so với cái năm 2022. Và đến cái cuối thời điểm mà quý 4 thì dự kiến nó sẽ tạo ra những cái sự tăng trưởng và bùng nổ hơn. Đấy là một trong những cái điểm mà về đối với cái doanh nghiệp ANV. Chúng ta sẽ quan sát về cái cung cầu đối với ANV thời điểm hiện nay. Cung cầu ANV thời điểm hiện nay thì có thể nói là ANV là một trong những cổ phiếu đang có một cái sự thuận lợi khá lớn ở trên cái đồ thị ngắn hạn. Đối với ANV thì Thái Lê cũng khuyến nghị các chị tham gia ở trong từ cái phiên mà giảm điểm điều chỉnh của ANV vào cái ngày mùng 6 tháng 9. Vào cái ngày mùng 6 tháng 9 đối với như ANV. ANV ngày mùng 6 tháng 9 thì ông đã khuyến nghị các anh chị mua vào vùng 35 đến 35.4, cắt lỗ ở vùng 34 và chốt lời 39. Thì có thể thấy là đây nó cũng là một cái cổ phiếu mà vì sao mà Thái Lê lúc nãy đưa ra cái kỳ vọng đó là mục tiêu của nó là 39 được đối với cổ phiếu ANV trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay. Nhưng hôm đấy còn có tham gia vào các cái nhóm cổ phiếu đầu tư công như FCN hôm nay sàn, như FCN là sáng hôm nay. Cái nhóm này là mình còn phải thông báo nhà đầu tư bán từ sáng sớm sau giờ ATO. FCN thì có thể giữ được, trước đó thì chúng ta đã bán 1/2 rồi, được lợi nhuận 13%, nhưng mà cần phải chặn lãi 19. FCN ngày hôm nay đầu tư công thì thường nó khá là nóng, đúng không? Ok, thôi không lan man nữa. Quay trở lại về cái câu chuyện ANV. Do vậy nên là trong cái bối cảnh về ngắn hạn thì chúng ta cũng không nên quá là nhiều cái sự kỳ vọng. Bởi vì khi mà cổ phiếu tăng lên á thì rất là nhiều cái câu chuyện ANV, và có lẽ các chị sẽ thấy lặp đi lặp lại những cái câu chuyện mà Thái Lê vừa chia sẻ với các chị ở đây. Về cái tỷ giá là nóng nhất, rồi là đến về cái nhu cầu nhập khẩu, rồi về cái vấn đề là nhà máy collagen đã đi vào hoạt động. Đó. Thì những cái câu chuyện đấy thì đặc biệt nhất là nhà máy collagen và cái vấn đề nhập khẩu thì nó sẽ dành cho những anh chị nhà đầu tư của chúng ta trung và dài hạn. Còn lại cái thời điểm này các chị vẫn lưu ý đó là ngắn hạn thì khi mà chạm lên ở cái vùng 39 nó là một cái vùng cản. Nhưng mà khi mà cổ phiếu ANV nó bứt tốc, bứt phá được qua được cái vùng 39-40 thì thời điểm đấy dòng tiền lớn tham gia ANV nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Còn lại đối với ở trong cái thời điểm này, nếu các chị gom cho đầu tư cho chung và dài hạn thì gần như là đối với ANV sau khi chạm ở cái ngưỡng mà 39 thì rất có thể là nó lại quay trở lại ở cái vùng điều chỉnh cân bằng ở quanh 34. Nó là cân bằng quanh 34 và có thể là có những cái thời điểm mà nó giảm sâu hơn, nó là vùng 33. Nhưng anh chị lưu ý đây là những cái vùng mà anh chị gom nhặt mua để đầu tư đúng nghĩa đối với cổ phiếu ANV trong cái tương lai các anh chị nhá. Ok, hy vọng thì cái chia sẻ của Thái Lê trong cái video ngắn hôm nay về ANV thì sẽ giúp ích được các anh chị phần nào. Và quan điểm của anh chị thế nào các anh chị có thể comment ở dưới video này. Và nếu các anh chị thấy chương trình này hay thì đừng quên là hãy ủng hộ Thái Lê bằng cách ấn like và subscribe kênh các anh chị nhá.
Rồi, và cái chị mà cần hỗ trợ tham gia một cái tài khoản và tham gia vào các room tư vấn thì nhớ inbox Thái Lê, hoặc cái chị có thể mở một cái tài khoản rất là nhanh ở tại VBS theo ID 6348, hoặc cái chị có thể chuyển ID về cũng theo ID 6348 luôn. Rất là cảm ơn các chị và chúc các chị có một khoản đầu tư thành công.